Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh lại cái header và chúng ta làm cái footer thành hai cái group riêng để chúng ta tận dụng vào những cái trang sau. Thì đây nó hơi bị lệch rồi nè, mình sẽ vào đây chỉnh lại nha. Đó. Như vậy, xong rồi mình sẽ chọn chọn mấy cái trên header này. Bạn coi chừng bạn chọn lộn nha, chọn cái ngoài trước cho dễ, xong rồi chọn cái hình, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Xong rồi edit, chọn group, đặt là header. Rồi convert. Ok. Tiếp theo là mình sẽ tạo một cái footer chỗ này. Sẽ lấy một cái rectangle. Xong mình sẽ tạo một cái footer. Footer này nó hơi bự hơn header một xíu. Rồi. Mình sẽ cho nó một cái màu. Thế là giống header cũng được. Vậy. Ồ, header là màu gì nhỉ? Header là màu màu sẫm hơn cái này chứ không phải là cái đó. Rồi, mình thích màu này đi. Cho chữ trắng. Đây là mình sẽ kéo xuống và mình để cái tên website chỗ này. Chỗ này chúng ta sẽ dùng lại logo đi. Hiện tại thì chưa có logo cho nên là ta sẽ để thế thế cái này là Noco Việt Nam. Xong rồi cho nó cạnh trái chữ trắng cho nó nổi trên cái nền này, Noco Việt Nam. Xong duplicate ra. Alright Service 2020. Alright Service đi. Cái dòng chữ copyright này nó sẽ nhỏ hơn. Rồi, nó qua đây. Ta để các link nha. Ví dụ about nè. Rồi, nó để đây là platform. Đây là blog chẳng hạn. Form. Chỗ này chúng ta là để contact. Chỗ này là bạn để có thể là để privacy policy chẳng hạn, là chính sách về quyền riêng tư. Rồi cơ bản là vậy thôi, còn chúng ta sửa và sửa xong rồi chúng ta sẽ gom mấy cái này thành một cái component mới, đứng vào đây, 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 đây. Rồi ta vào edit, chọn group, đặt là footer. Rồi như vậy là đã cơ bản hoàn thành ổn rồi đó. Bạn có thể vào view, chọn full screen presentation này, bạn ta kéo xuống xem trang web một lần.